Yeah, move back. Người tài hoa, tết tài, hát chú thơ hay hồn thơ lãng. Tình tôi quê hương đất Trung Quốc phát tài hoa độc đáo. Hài hoa cho cảm hứng đi chán và tâm hồn lãng em. Nguyễn Kim Châu là một nhà văn có ảnh hưởng quan trọng đối với văn học Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh và thời kỳ đầu. Đổi mới tác phẩm của ông có sự hấp dẫn riêng biệt. Nhà văn khẳng định bản sắc cá nhân bằng nét phong cách kết hợp hài hòa chất chất ly cuộc đời với chất chữ tình lãng mạn. Hình tượng những nhân vật vật được soi thấu tạo mối quan hệ đã chịu phức tạp nhưng hòa hợp và thống nhất trong từ từng đề sống quyền thi nguyên hoa xa một sân khác nguyên nhóm nóng nóng nhiều bài học lớn cho cả một thế hệ nhà văn thời chống nguy ông đã hy sinh nơi mặt trận Sài Gòn trong chiến dịch cổ thân hy sinh năm năm qua Rana bước bay đến Sài Gòn trong chiến dịch cổ thân hy sinh năm năm qua.